À, nó tất cả mọi người nhá. Này tớ lại chơi tám trò chơi Poppy 1 trước này. Chúng ta xem vào đây. Chúng ta sẽ chờ đường một vòng. À, chúng ta sai đâu. Chúng ta sẽ chạy không tí nào đổi luôn bác ạ. Chúng ta lên đây, chúng ta phải ngoài xuống này. Mày ta thế nhưng mà chúng ta thua. Chúng ta sẽ kéo cái này xuống là cho nó đổ, nó đập ra này. Con này nó đã bị rơi nè. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai, trò văn ban ba. Chúng ta sẽ lại phải quay lại đây rồi. Sắp quay lại rồi mình sẽ nhìn lên. Giờ sẵn đây hai cái mũ bên này. Thế nên là chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ đi ra đây, chúng ta lấy cái ấy bên đây, đây chúng ta sẽ gắn nó vào đây, chúng ta sẽ đẩy đi. Yeah, chúng ta sẽ đi sang đây, chúng ta bắt sẽ bắt bắt con gà này. Nó chạy nhanh quá đấy. Nó chạy nhanh quá. Chúng ta sẽ đuổi. Chúng ta bắt được nó rồi. Chúng ta sẽ nhảy lên này.
đứng thế này thì nhảy cảm giác. Cái mình đang nhảy đẹp. Ờ, thử cho ba đây. Thử thứ ba. Bàn bàn bốn. Ta thấy nó để nhảy phát lên được luôn mà là sao vậy? Nhảy đây không được nhỉ? Đây, chúng ta sẽ bắt con gan. Nhanh thì vụ quá hay. Chúng ta sẽ bắt con gà. Và chúng ta sẽ chạy. Chúng ta nhanh nhanh. Ta sẽ để con gà xuống đây. Ta sẽ nhìn nó. Ta sẽ sang. Ta sẽ từ từ. Sẽ không chơi ban này nữa. Ta sẽ chơi bắt đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ nhập mấy cái thẻ này. Sẽ đi nhặt bình này. Chúng ta sẽ mở cái cho nó ra. Đây này nè. Rồi chúng ta sẽ bắt mấy cái con này vào trong thùng. Chúng ta sẽ bắt 6 con này như trong thùng. Chúng ta bắt được 2 con rồi. Rồi còn thứ 3. Chúng ta sẽ bắt con thứ 4.
sạc của bác nhanh cho là hết thời gian. Chúng ta sẽ còn cuối cùng để sạc có đẹp. Chúng ta thoải mái thời gian. Rồi nhanh là không cuối cùng. Chúng ta nhấn mềm để chúng ta nói sau. Rồi chúng ta còn 30 phút nữa. À 30 giây. Rồi chúng ta sẽ bật cái này ra. Thank you.
xong cơm ạ. Sang ô thứ ba. Từng bạc mà nó rung rung nó tự rơi nào đặt kén nắng nè. Cửa này chúng ta mới lấy được cái thẻ bên kia.
chúng ta là quay lại, ta ấn xong đây, chúng ta sẽ mở cửa trên đây ra. Đây. Hey, you there? I can see on the cameras. I am so happy to see you. I need your help with something. Wait, can you hear me? Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. Chúng ta sẽ vào hơn sao này về Komodo. Chúng ta sẽ chơi có cực kia mà xin được cái chân thịt này. Nó sẽ xin nắp nó vào. Ta sẽ vặn nó.
sẽ lấy xin lấy ở đây cho con này xin miếng. Nó bây giờ bị cháy lên rồi. Chúng ta sẽ lấy nó ra để mở cái cửa này ra. Đi xuống đây xin đăng nhập. Cho con kia nó bắt nó sẽ đuổi ra. Chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Chúng ta sẽ chúng không có tiền chúng rồi, chúng ta sẽ để thêm mình đây chó mày vào đây mày vào nó tung. Nó tung xa you
Ta sẽ tăng cái này lên. Đấy, không nghe chưa? Số này. Tăng cái này. Ta yếu quá. Câu vấn này bảy cái đi. Kinh. Con này nó tung sát. Chúng tôi kết thúc video tại đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình tôi nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo.